những cố gắng, những sự quyết tâm và sự lấn lướt rõ rệt về mặt thế trận đã mang đến cho chúng ta một thành quả xứng đáng, bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Những gì cần thiết nhất ở một đội bóng đã được thể hiện ở tình huống này: sự quyết liệt trong tranh chấp của Công Minh, sự sắc sảo trong đường truyền của Xuân Trường và sự quyết đoán trong dứt điểm của Văn Quyết. Tất cả cộng lại và kết quả của nó là bàn thắng mở tỷ số. Khi có Xuân Trường ở phía sau thì các tiền đạo sẽ thật yên tâm. Quyết lại ghi bàn trên sân bóng Thuwana. Đó là một pha dứt điểm rất tốt của tiền đạo mang số 10. Anh bình tĩnh để thủ thành của đối phương băng ra và sửa quả bóng vào góc mà thủ môn của đội bạn Kyo Jinfio hoàn toàn bất lực.